Xin kính chào quý cha, quý sơ và tất cả mọi người. Trong tâm tình hướng về ngày kỷ niệm 190 năm ngày sinh nhật của Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ, chúng ta là những người trẻ mang danh của Hiệp hội Con Đức Mẹ, là những người trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đất nước Nhật Bản. Xin cảm ơn các bạn đã chọn nhóm trẻ Con Đức Mẹ làm điểm đến để cùng nhau tham gia sinh hoạt, học tập và tạo tình liên đới anh em. Chắc hẳn các bạn còn bờ ngờ không biết nguồn gốc và linh hướng của nhóm như thế nào, ra làm sao. Để giúp các bạn hiểu rõ thì sau đây là 3 câu hỏi và đáp án mở đầu cho một chuỗi hành trình đó. Hy vọng các bạn lắng nghe và suy niệm về trách nhiệm sứ vụ mà Đức Maria gửi gắm nơi mọi người chúng ta và đem lòng kính mến Đức Mẹ nhiều hơn nữa. Câu hỏi thứ nhất dành cho các bạn như sau. Nguồn gốc giới trẻ Con Đức Mẹ. Hiệp hội giới trẻ Con Đức Mẹ ra đời trong hoàn cảnh nào và ai là người sáng lập? Vào đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7 năm 1830, tại nguyện đường số 140 phố Bắc Paris, Đức Mẹ hiện ra với chị Thánh Catharina và nói với chị rằng: "Con hãy đi gặp cha Linh Hướng, nói rõ cho ngài biết mẹ muốn thành lập hội đoàn mang danh Con Đức Mẹ và ngài sẽ làm giám đốc hiệp hội này." Câu hỏi thứ hai như sau. Các bạn hãy cho biết nguồn gốc của Giới trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam. Giới trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam được phát sinh từ Giới trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Quốc tế, bắt nguồn từ cuộc hiện ra của Đức Maria với chị Thánh Catharina Labouré. Ngày 7 tháng 9 năm 1932, các chị dòng nữ tử bác ái người Pháp đã thành lập Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam tại gia đình và từ đó phát triển dần đến ngày nay. Và sau đây là câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Mục đích chính của Hiệp hội là gì? Quy tụ giới trẻ bình dân, chia sẻ đời sống, huấn luyện họ về nhân bản và Kitô giáo, giúp sống đức tin vững vàng ngõ hầu các bạn trẻ biết tham dự vào sứ mệnh truyền giáo của giáo hội và trở nên chứng tá trong môi trường sống của mình. Như vậy là chúng ta vừa đã lắng nghe 3 câu hỏi cơ bản nhất mà một người giới trẻ Con Đức Mẹ nào cũng phải biết. Hy vọng rằng mọi người chúng ta đã nắm rõ về nguồn gốc của Hiệp hội Giới trẻ Con Đức Mẹ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần tới nhé.